huyền huyễn, chưa từng hạn nhặt bắt đầu lăng yên mê lộ chương 001. Thần cấp rơi xuống hệ thống. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Đông huyền vực, lăng tiêu kiếm tông. Lăng tiêu sơn mạch, núi non thay nhau nổi lên, cao ngất trong mây. Trên đó linh vụ mờ mịt tiên hạc cùng vang lên. Rất nhiều đệ tử ngự kiếm mà đi, hồng quang đầy trời, một bộ phồn vinh cảnh tượng mặt trời lặn thời gian, vân chiều bị dáng chiều nhuộm đỏ một mảnh. Lúc này, ngoại môn đệ tử chỗ biệt viện. Phổ thông trong phòng, chín đạo bóng người xếp bằng ở riêng phần mình trên giường, ngay tại tụ khí ngưng thần, hô hấp thổ nạp. Chỉ có một người tướng mạo tuấn giật thiếu niên, giả vờ ngồi xuống, quanh thân nhưng không có bất luận cái gì linh khí hội tụ, con mắt có chút nheo lại, len lén đánh giá chu vi cứ như vậy xuyên qua rồi lầm giật ngồi ở trên giường đánh giá xa lạ gian phòng thần sắc có một chút bất đắc dĩ trên một giây hắn còn tại thức đêm lá gan trò chơi chợp mắt công phu lại lần nữa mở mắt liền phát hiện đi tới cái này xa lạ địa phương làm thời đại mới ngũ độc thanh niên lầm giật cũng là nhìn qua không ít tiểu thuyết chỗ nào còn không minh bạch xảy ra chuyện gì kết hợp trong đầu mảnh vỡ ký ức lầm giật xem như minh bạch tình cảnh của mình đây là một cái mênh mông vô biên cường giả vi tôn huyền huyễn thế giới ở chỗ này cường giả chóc tinh nã nguyệt không gì làm không được kẻ yếu như sâu kiến không đáng giá nhắc tới chỉ có thực lực mới là tuyệt đối chân lý chỉ có trở thành cường giả mới có thể trưởng khống vận mệnh của mình quyền tiền tên sắc dễ như trở bàn tay nhưng muốn trở thành cường giả ngoại trừ đầy đủ tài nguyên tu luyện bên ngoài còn rất nhìn thiên phú thiên phú cường đại người, được trời yêu ái, sinh ra liền có thể chất đặc thù, tu hành như uống nước đơn giản, một đường thông suốt, khinh thường cùng thế hệ. Thiên phú kém người, dù là cả ngày khổ tu, tu hành huyền huyễn, chưa từng hạn nhặt bắt đầu lăng yên mê lộ chương 002. Thiên phú tăng lên, nghe chọn bộ tại mê audio.com theo trong đầu thanh âm không ngừng vang lên lâm giật cảm giác được một cách rõ ràng thân thể của mình phát sinh một chút rõ ràng cải biến chẳng những thể nội khí huyết lưu động tốc độ tăng nhanh không ít lực lượng có chỗ gia tăng mà lại ý niệm cảm giác bên trong giữa thiên địa có thể bị cảm giác được linh khí cũng biến thành có thêm rất nhiều chỉ cần nhắm mắt lại cũng cảm giác chu vi linh khí quang điểm lít nha lít nhít tựa như đêm tối so với trước đó thỉnh thoảng nhìn thấy một tia linh khí mà nói tranh lệch đừng quá mức rõ ràng thiên phú người càng tốt hơn đối với thiên địa linh khí mẫn cảm trình độ là không đồng dạng cảm giác vượt nhạy cảm có thể hấp thu linh khí cũng là càng nhiều tốc độ tu luyện cũng sẽ tăng lên trên diện rộng cho dù là tại tương đồng thời gian bên trong, tu luyện hiệu quả cũng là lớn không đồng dạng. Đây cũng là thiên tài cùng người bình thường khác biệt lớn nhất chỗ. Lâm giật còn rõ ràng cảm giác được đầu óc của mình tựa hồ tại thời khắc này cũng biến thành linh hoạt không ít. Dĩ vãng tại trên việc tu luyện có chút không hiểu địa phương, tại lúc này bỗng nhiên hiểu ra. Tựa như là đột nhiên khai khiếu. Lâm giật cảm thấy nếu là mình hiện tại tu luyện, tốc độ tu luyện có thể sẽ so với trước đó tăng lên mấy cái cấp bậc không thôi. Đây chính là thiên phú tăng lên mang đến chỗ tốt sao. Lâm giật trong lòng hơi có chút mừng rỡ, lúc này gọi ra tự mình hệ thống bảng. Hắn rất muốn biết rõ tự mình thiên phú đến cùng bao nhiêu lớn tăng lên, túc chủ. Lâm giật căn cốt, 162 ngộ tính, 186 thể chất. 151 thể chất đặc thù. Không thiên phú đánh giá. Phổ thông chú thích, thiên phú căn cứ căn cốt ngộ tính thể chất mạnh yếu đánh giá, chia làm cực kém, tranh lệch, phổ thông, ưu tú, thượng giai, thiên tài, tuyệt thế thiên tài cảnh giới. Thối thể 6 tầng công pháp. Hoàng giai trung cấp lăng vân luyện thể pháp, hoàng giai cao cấp long tượng đoán thể quyết, huyền giai sơ cấp thần tượng đoán thể quyết, võ kỹ hoàng giai trung cấp cửu trọng lãng hoàng giai cao cấp bôn lôi quyền huyền giai sơ cấp cửu ảnh bôn lôi quyền bí thuật không năng lực không hệ thống này lợi hại a à. nhìn thấy bảng trên trị số lầm giật có chút động dung ở cái thế giới này muốn cải biến một người căn cốt độ khó là thật quá mức to lớn liền xem như có thành công ví dụ nhưng cũng chỉ có những cái kia 10 điểm hiếm có như là vạn năm trở lên cực phẩm bảo dược mới có thể làm được mà bây giờ, lâm giật chỉ là nhặt được mấy cái quang đoàn, liền để tự mình căn cốt ngộ tính đạt được rõ ràng như thế tăng lên. Trước đó hắn còn lo lắng cho mình thiên phú không tốt, cho dù nhặt người khác tu vi, chuyển hóa hiệu quả cũng sẽ không rất tốt, tăng lên 10 điểm có hạn. Nhưng bây giờ, hắn lại không cần lo lắng điểm này. Huống chi, cái này còn chỉ là mấy cái ngoại môn đệ tử chỗ rơi xuống thuộc tính mà thôi cứ việc một tháng cái rơi xuống một lần. Nhưng là, lăng tiêu kiếm tông thế nhưng là đại sở cảnh nội tam phẩm thế lực khoảng chừng mấy vạn đệ tử A. Nếu có thể đem bọn hắn thuộc tính cũng nhạt xong, lâm giật có dũng khí khẳng định tự mình thiên phú đem rất nhanh tăng lên tới một cái cực kỳ khủng bố tình trạng. Đạt tới tuyệt thế thiên tài cũng chỉ là vấn đề thời gian mà lại lăng tiêu kiếm tông cũng không chỉ có ngoại môn đệ tử còn có thiên phú tốt hơn nội môn đệ tử cùng hạch tâm đệ tử so sánh dưới lấy những người kia thiên phú tới nói rơi xuống thuộc tính cũng khẳng định sẽ rất nhiều càng tốt hơn thậm chí tại nội môn cùng hạch tâm đệ tử bên trong nghe nói còn có có được trong truyền thuyết thể chất đặc thù gia hỏa chỉ bất quá, lâm giật thân là ngoại môn đệ tử, muốn gặp được những cái kia hạch tâm đệ tử, cũng không phải dễ dàng như vậy. Và URL bằng Window, Location, href Window, Puppy giới tác bằng Window, Puppy giới tác, Window, Puppy giới tác, Push Zonet, 7254, ít, BGSSP 725, huyền huyễn, chưa từng hạn nhặt bắt đầu lăng yên mê lộ chương 003. Đột phá, nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Lâm giật ngồi xếp bằng trên giường, lẳng lặng chờ đợi mấy người tu luyện kết thúc. Đồng thời cũng bắt đầu nghiên cứu trước đó nhặt được huyền giai sơ cấp đoán thể pháp thần tượng đoán thể quyết. Không thể không nói, bản này thần tượng đoán thể quyết không thẹn là huyền giai tổng cộng chia làm 7 cấp độ. Mỗi một tầng đối với nhục thân tăng lên đều là cực lớn tu đến cực hạn, một quyền nhưng đánh xuất thần tượng hư ảnh, uy lực vô tận. So với lúc trước hắn chỗ tu luyện kia bộ hoàng giai trung cấp đoán thể pháp thâm ảo không biết rõ bao nhiêu. Cũng may mắn lâm giật ngộ tính đạt được tăng lên, nếu không liền nhìn cũng không nhất định có thể xem hiểu. Trải qua một phen nghiên cứu, lâm giật cũng coi là đem môn này đoán thể pháp sơ bộ nắm giữ, bắt đầu nếm thử tu luyện vừa mới thôi động, lâm giật liền nghe được thể nội khí huyết oanh minh, tựa như giang hà cuồn cuộn. Mà hắn khí huyết cũng là tại lúc này tăng vọt toàn thân trên dưới tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng, cơ bắp cao cao nâng lên, có một loại khác mỹ cảm. Oanh, vẻn vẹn 10 phút, lâm giật liền đã đột phá thối thể 6 tầng bình cảnh, đạt đến thối thể 7 tầng. Cái này tu luyện hiệu quả tương đương với lúc trước hắn khổ tu mấy ngày huyền giai đoán thể pháp quả nhiên mạnh a à. những cái kia ra hòa tu luyện được thế nhưng là cao hơn huyền giai đoán thể pháp theo hàng bắt đầu trên liền dẫn trước nhóm chúng ta một mảng lớn khó trách niên kỷ nhẹ nhàng liền có như vậy tu vi lâm giật hiện tại xem như minh bạch vì sao rõ ràng trước đó thiên phú và hắn không sai biệt lắm một chút thế gia đệ tử hiện tại tranh lệch lại lớn như vậy nguyên nhân Tuy nói ta thiên phú được tăng lên, cũng có tốt hơn công pháp, nhưng muốn trong 3 tháng, đột phá đến thối thể 8 tầng, vẫn như cũ rất có độ khó. Lâm giật rất rõ ràng, tự mình lần này đột phá, là bởi vì nguyên bản ở vào đột phá biên giới, khổ tu hơn 2 năm kết quả. Cái này còn phải nhờ vào tự mình ngộ tính tăng lên, mới lấy sông phá bình cảnh. Lại nghĩ dựa vào khổ tu đột phá 8 tầng, thời gian ngắn bên trong có chút không quá hiện thực mà lại thối thể 7 tầng so với trước đó, đột phá độ khó cũng là biến lớn rất nhiều. Đến thối thể 7 tầng, chính là một cái đường ranh giới. Cảnh giới này, không còn là đơn giản tôi luyện huyết thịt mà là cần bắt đầu mở linh mạch, bắt đầu có thể vận dụng linh khí đối địch. Mà mở linh mạch quá trình, thì là 10 điểm chật vật lâm giật lại lần nữa tu luyện một một lát liền cảm giác được một cỗ ủ rũ đánh tới thể nội truyền đến nhói nhói cảm giác tinh thần có chút quề oải phẳng phất thân thể bị móc sạch dứt khoát từ bỏ nhắm mắt dưỡng thần bắt đầu huyền huyễn thế giới bên trong quá trình tu luyện so với hắn trong tưởng tượng còn muốn càng gian nan hơn quả thực là một loại tra tấn so lên lớp còn mệt mỏi hơn trên gấp 10 gấp trăm lần chẳng những cần kiên nhẫn, đối với tinh lực thể lực tiêu hao cũng là vô cùng lớn. Không có lớn bền lòng đại nghị lực người, thật đúng là không nhất định có thể kiên trì nổi. huống chi, hiện tại có hệ thống, có bạch chơi cơ hội, còn tự mình khổ tu, đây không phải là ngốc sao? Làm cái cá ướp muối tốt bao nhiêu, nhặt nhặt tu vi liền có thể đột phá, nhiều hương a. Hơn nữa còn là gấp 10 tăng phúc sau tu vi. Người đứng đắn ai có thể cự tuyệt loại này dụ hoặc. Ước chừng một canh giờ sau, trong phòng mấy vị khác kiếm tông đệ tử cũng là lục tục ngo ngoe ngừng tu luyện, nhau nhau mở mắt. Mấy người đầu tiên là cảm thụ một phen tự thân tu vi biến hóa, trên mặt đều là có chút không hài lòng lắm, có chút chán nản. Bởi vì ngoại môn thi đấu gần, bọn hắn cấp thiết muốn muốn đột phá đến thối thể tám tầng. Mà bây giờ, bọn hắn cũng đều chỉ là thối thể 6 tầng, cự ly cái mục tiêu này, quả thực có chút xa xôi. Mấy người quay đầu cũng nhìn thấy ngồi ở trên giường lâm giật. Lâm giật tuy là nhắm mắt, nhưng quanh thân cũng không có linh khí lưu động, hiển nhiên không có chỗ vu tu luyện trạng thái bên trong mấy người cũng không có cảm giác đến lâm giật đột phá ngược lại nhìn thấy lâm giật sắc mặt tái nhợt có vẻ hơi suy yếu vô ý thức liền cho rằng lâm giật thiên phú phổ thông thể chất độ tranh lệch có thể hấp thu linh khí có hạn nguyên nhân cho nên có thể đủ tu luyện thời gian so sánh bọn hắn muốn ngắn hơn cũng không có để ở trong lòng ở trong lòng so sánh một cái lâm giật lại nghĩ tới tự mình vừa mới tu luyện thành quả mấy người nhưng lại đột nhiên cảm thấy còn không tệ dù sao, Lâm Giật là cái đệ tử cũ, nhập môn 6 năm cũng mới thối thể 6 tầng. Mà bọn hắn mới gia nhập kiếm tông không đến 3 năm, có thể có cái này thành tựu, so sánh dưới, miễn cưỡng còn có thể. Và URL bằng Windows, Location, Hrep, Windows, Puppy giới Tác bằng Windows, Puppy giới Tác, Windows, Puppy giới Tác, năm Zonet, 7254, X. BGSSP 7254 u UAL, bất quá mấy người cùng lâm giật quan hệ coi như hòa hoãn, cục huyền huyễn, chưa từng hạn nhặt bắt đầu lăng yên mê lộ chương 004. Khí vận chi tử, không, là rau hẹ. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Lâm giật cũng là lão thư trùng, chỗ nào còn không minh bạch cái này Diệp Thiên là lai lịch gì? Cái này không đơn thuần là khí vận chi tử, càng là hiển nhiên giao hẹ A. À. Không nghĩ tới vận khí của mình tốt như vậy, ở chỗ này đều có thể gặp được khí vận chi tử. Lâm giật không khỏi cảm thán, cũng may mình bây giờ còn chưa cùng khí vận chi tử kết thù, không phải vậy nghĩ cắt rau hẹ, còn có chút độ khó cũng không phải là sợ đắc tội khí vận chi tử, lâm giật chỉ là đơn thuần cảm thấy, y theo mình bây giờ hệ thống năng lực tại có thể nộp hảo khí vận chi tử tình huống dưới. Đối với mình có thể lấy được chỗ tốt, hiển nhiên là lớn nhất. Theo vừa mới Diệp Thiên rơi xuống bôn lôi quyền liền có thể nhìn ra một hai. Nếu là trước đó, Lâm Giật muốn thu hoạch được một bản huyền giai võ kỹ, nếu như không có Diệp Thiên loại này cơ duyên, ít nhất phải tiến vào nội môn về sau còn muốn hoàn thành không ít tông môn ban bố nhiệm vụ, có không ít tông môn cống hiến, mới có thể hối đoái. Mà bây giờ, lâm giật chỉ là đơn giản nhặt một cái quang đoàn, liền được huyền giai võ kỹ, ở trong đó nhường lâm giật đã giảm bớt đi bao nhiêu phiền phức. Lâm giật cũng không ngốc, tự nhiên hiểu được như thế nào lấy hay bỏ. Huyền huyễn cũng không chỉ là chém chém giết giết, mà là đạo lý đối nhân xử thế một đường giết 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 đến cuối cùng ngoại trừ khắp nơi địch nhân cùng đầy gian phòng hậu cung còn có cái gì thật không có ý tứ chỉ là vừa nghĩ tới cơ duyên mỗi tháng sẽ chỉ rơi xuống một lần lâm giật cũng có chút đáng tiếc xem ra chỉ có thể chờ đợi tháng sau lâm giật không khỏi ở trong lòng ẩn ẩn mong đợi một cái khí vận chi từ cơ duyên chỉ là ngẫm lại cũng làm người ta có chút phấn chấn không biết rõ là lão gia ra đâu vẫn là cái gì tiểu la lỵ vẫn là cái gì công pháp nghịch thiên vô thượng thánh vật đại đế truyền thừa hơi suy nghĩ một phen lâm giật lấy lại tinh thần hướng về phía diệp thiên khẽ lắc đầu nói diệp sư đệ các ngươi đi trước đi sư huynh vẫn chưa đói diệp thiên gật đầu cũng không có miễn cưỡng mấy người khác khẽ lắc đầu có người mở miệng khuyên nhủ Lâm sư huynh, ngươi từng dạy qua nhóm chúng ta, tu luyện muốn căng chặt có độ, cũng không thể nóng lòng cầu thành a, à, đúng vậy a, à, Lâm sư huynh, không ăn cơm sao được. Mấy người kia hiển nhiên cảm thấy Lâm giật sở dĩ cự tuyệt là muốn tiếp tục tu luyện. Bọn hắn cũng biết rõ, Lâm giật vì tham gia ngoại môn thi đấu, thường xuyên không chịu được như thế gánh nặng tu luyện. Cũng có lòng thẳng nhanh miệng người nói thẳng lâm sư huynh lại có tháng ba chính là ngoại môn thi đấu lấy tư chất ngươi căn bản không có khả năng đạt tới thối thể tám tầng đừng làm vô vị cố gắng tu hành chuyện này cũng không phải là dựa vào cố gắng mà là thiên phú a lý sơn im ngay diệp thiên con mắt quét ngang giận dữ mắng mỏ lời mới vừa nói người cái gì đó vốn là lý sơn còn muốn nói nữa đã thấy diệp thiên đã nắm tay trên nắm tay có nhàn nhạt linh khí bao trùm hiển nhiên dự định động thủ được chứng kiến diệp thiên lợi hại lý sơn kiêng kỵ cúi đầu xuống chỉ có thể đem còn lại toàn bộ nuốt xuống bụng trốn ở mấy người sau lưng diệp sư đệ không cần như thế đều là đồng môn Lâm giật biết rõ mấy người đều là hào tâm, bởi vì đời trước chính là tu luyện quá độ mà ở ra dám cũng không có đem việc này để ở trong lòng, huống hồ mấy người nói đến đều là sự thật. Có lâm giật mở miệng, Diệp Thiên mới chừng Lý Sơn một cái, thu liễm tự thân khí tức. Hắn đương nhiên biết rõ Lý Sơn nói đúng sự thật, chỉ là lâm giật ban đầu ở hắn vừa mới nhập môn lúc, đối với hắn có nhiều chiếu cố đề điểm hắn là thuộc về loại kia tích thủy tri ân là dũng tuyền tương báo người tự nhiên một mực ghi vào trong lòng cho dù mình bây giờ có chút cơ duyên hắn cũng chưa từng thổi qua một mực đem cái này chỉ điểm tri ân nhớ kỹ trong lòng đem lâm giật xem như sư huynh đối đãi không cho có bất luận kẻ nào khi nhục lâm giật thậm chí nghĩ tới tự mình tiến vào nội môn về sau, tìm cơ hội kéo lâm giật một cái, cho lâm giật tìm nhiều chân quý tài nguyên tu luyện, nhường lâm giật cũng tiến vào nội môn, thật tròn hắn tâm nguyện này. Lâm sư huynh, vậy ngươi phải chú ý, biết rõ lâm giật tính tình bướng bỉnh, Diệp Thiên cũng không nhiều khuyên, để lại một câu nói, liền tùy theo ly khai. Những người còn lại cũng đều là có chút thở dài, cùng nhau tiến đến thiện đường. Đợi đến tất cả mọi người ly khai về sau, Lâm giật lúc này mới có chút ngồi thẳng thân thể, nhìn về phía mấy cái kia quang đoàn vị trí, trong mắt tràn đầy hỏa nhiệt. Sau một khắc, tâm niệm vừa động, đem năng lượng quang đoàn đều thu lấy, đinh thu hoạch được 6 canh giờ tu vi, phát động gấp 10 tăng phúc để thăng làm 60 canh giờ. Đinh thu hoạch được 6 canh giờ tu vi, phát động gấp 10 tăng phúc để thăng làm 60 canh giờ đinh, thu hoạch được thối thể cảnh tu luyện cảm ngộ, phát động gấp 10 tăng phúc, người đối thối thể cảnh lý giải càng thêm khắc sâu, và URL bằng window. Location, href, window, puppy tác bằng window, puppy tác, window, puppy giờ tác, push, zonet, 7254, x, bgssp7254, u, url theo từng cái năng lượng quang đoàn bị nhặt, lâm giật trước đem đại biểu tu vi trùm sáng cất đặt tại hệ thống không gian. Sau đó mới đưa còn thừa tám cái đại biểu cho tu luyện cảm ngộ trùm sáng rút ra. Lập tức, lâm giật trong đầu nhiều hơn một đoạn lớn liên quan tới thối thể cảnh tu luyện tâm đắc. Mỗi người ngộ tính khác biệt đối với tu hành cảm ngộ cũng là lớn không đồng dạng cứ việc những người này đều là phổ thông ngoại môn đệ tử, cảm ngộ so với lâm giật cũng cao không đến đi đâu. Nhưng là, trải qua gấp 10 tăng phúc về sau, vậy liền không đồng dạng. Lâm giật đạt được những này cảm ngộ, trong nháy mắt liền cảm giác tự mình đối với thối thể giai đoạn này tu luyện hiểu đến càng thêm thấu triệt. Thậm chí liền một chút thiên tài, đều chưa hẳn có hắn hiểu rõ thối thể huyền bí đồng thời hắn cũng từ đó thấy được tự mình hiện nay rất nhiều không đủ rõ ràng nhất chính là trước mắt hắn thối thể hiệu quả huyền huyễn chưa từng hạn nhặt bắt đầu lăng yên mê lộ chương không không hai vạn cân cự lực nghe chọn bộ tại mê truyện audio com khương lạc ly đối với tên của người này lâm giật có thể nói hết sức quen thuộc nàng là đời trước mục tiêu cũng có thể nói thành thần tượng càng là tình nhân trong mộng trước đó lâm giật nằm mộng cũng muốn trở thành khương lạc ly dạng này thiên tài nhân vật thậm chí như muốn chinh phục trở thành tự mình đạo lữ. Cơ hồ mỗi ngày, lâm giật đều có thể theo người bên ngoài hoặc là tự mình trong miệng đề cập đến cái này cơ hồ đã được tôn là thần thiếu nữ. Nếu là trước đó, lâm giật có lẽ cảm thấy người này cách mình quá mức xa xôi bởi vì khương lạc ly vừa ra đời liền trực tiếp đứng ở lâm giật điểm cuối cùng dây phía trước thậm chí liền hắn bóng lưng cũng không cách nào nhìn thấy nàng là tất cả mọi người muốn ngưỡng vọng tồn tại nhưng bây giờ lâm giật lại cũng không cảm thấy như vậy thậm chí còn nghĩ đến cái gì thời điểm đi cắt một cái vị này giao hẹ lại này mô bản rõ ràng là thiên mệnh nữ chính khí vận kia khẳng định không kém cơ duyên càng là nhiều hơn nếu là mình có thể tiệt hồ mấy cái cơ duyên kia không cất cánh bất quá lâm giật cũng biết rõ muốn tiếp xúc đến đã thành tựu đại năng thiên tài nhân kiệt lấy mình bây giờ thân phận địa vị tạm thời còn chưa đủ nghĩ tới đây lâm giật bỗng nhiên hướng phía trước vung ra một quyền dự định khảo thí chính một cái hiện nay lực lượng quyền phong gào thét không khí cũng phát ra chói tai âm bạo thanh nhưng lâm giật lông mày có chút nhẹ nhàng nhíu lại lực lượng này ước chừng tại hơn 9.000 cân khoảng trường. Tại hắn thể chất đạt được tăng cường về sau, tự thân trên lực lượng hạn cũng đã nhận được đề cao. Trước đó lâm giật thể chất chỉ là đồng dạng trách lên, như thường tu luyện, tại thối thể 7 tầng nhiều nhất bất quá 7.500. Mà bây giờ, lâm giật đã siêu việt cực hạn này. Cứ việc cái này lực lượng, tại thối thể 7 tầng võ giả bên trong, đã vượt qua tuyệt đại bộ phận võ giả, nhưng nếu là đối ngọn là những cái kia thiên tài, cũng có chút không đáng chú ý. Đối với kết quả này, Lâm Giật cũng không tính hài lòng. Đã đi vào huyền huyễn thế giới, lại há cam tâm rơi vào nhân hậu. Hết thầy tất cả đều là phải dựa vào tự mình tranh thủ, một bước tranh lệch, từng bước tranh lệch. Cho dù tự mình có hệ thống, căn cơ quá kém, tương lai muốn cải biến, nhất định phải tốn hao càng nhiều thời gian tinh lực đến thời điểm thậm chí liền cùng những ngày này mới giao phong tư cách cũng không có đủ, tranh lệch sẽ chỉ bị vượt kéo càng lớn. Còn không bằng thừa dịp hiện tại đánh tốt cơ sở, tương lai cũng có thể cùng những này tuyệt thế thiên tài tranh phong mà không rơi vào thế hạ phong. Lâm giật thân là người xuyên Việt tầm mắt cách cục tự nhiên không thể so với dĩ vãng. Thối thể cảnh, chính là một cái nhân vũ đạo căn cơ quan trọng nhất, quan hệ đến một người tương lai thành tựu tu hành liền giống với thùng đựng nước nếu như mình thùng không đủ rắn chắc không đủ hoàn mỹ giả bộ nước có hạn mà lại không đủ kiên cố tại cùng người tranh đấu quá trình bên trong rất dễ dàng tổn hại từ đó tạo thành không cách nào cứu vãn thương tích nhẹ thì tu vi rút lui nặng thì trực tiếp thân tử đạo tiêu mà thối thể quá trình thì là tận lực đem tự mình thùng chế tạo càng thêm kiên cố một chút như vậy, tại tương lai, cũng có càng nhiều khả năng, có cao hơn thành tựu. Rất nhiều cường đại võ giả, đều sẽ hối hận tự mình ban đầu ở thối thể cảnh nóng lòng cầu thành, dẫn đến về sau cảnh giới bình cảnh, cả đời không cách nào đột phá. Lâm giật 10 điểm rõ ràng điểm này. Nghĩ tới đây, lâm giật lúc này đem 8 cái tu vi quang đoàn toàn bộ lấy ra. Oanh, lập tức một cỗ cực kỳ to lớn năng lượng điên cuồng tràn vào lâm giật thể nội. Cũng may mắn những này năng lượng cũng không cuồng bạo, 10 điểm ôn hòa, trải qua hệ thống chuyển hóa, đã trở nên không gì sánh được tinh khiết, không có chút nào tạp chất tồn tại. Nếu là những người khác linh lực như thế xâm nhập thể nội, lâm giật rõ ràng biết mình sẽ ở trong nháy mắt bạo thể mà chết. 8 người 6 canh giờ tu vi, còn trải qua gấp 10 tăng phúc, tiếp cận 500 canh giờ. Cái này thế nhưng là đằng đẵng 20 ngày linh lực tu vi mà lại mấy người kia thiên phú còn không kém mỗi một ngày khổ tu cũng so với trước đó lâm giật mà nói sinh ra tu vi đều muốn thêm ra gấp đôi có thể nghĩ cỗ lực lượng này đến cùng đến cỡ nào to lớn theo năng lượng nhập thể lâm giật vội vàng thôi động thần tượng đoán thể quyết lợi dụng cỗ này năng lượng bắt đầu một lần nữa rèn luyện từ bản thân huyết dịch trong đầu cũng không ngừng hiện lên liên quan tới thối thể cảnh một chút tu luyện yếu điểm hắn muốn tiến hành hoàn mỹ nhất thối thể. Chỉ có dạng này, tại tương lai, mới sẽ không hậu nhân một bước. Và URL bằng Windows, Location, Herb. Windows, Puppy Giơ Tác bằng Windows, Puppy Giơ Tác, Windows, Puppy Giơ Tác, Pus, Zonet, 7254, X, BGSSP 7254, U, URL tương lai tại gặp được những cái kia thiên tài thời điểm mới sẽ không rơi vào hạ phong. Thiên tài sở dĩ được xưng là thiên tài. Đó chính là cùng người thường có không đồng dạng địa phương. Bất kỳ một cái nào thiên tài đều có 10 điểm vững chắc căn cơ tiềm lực vô cùng. Vượt biên khiêu chiến, đối với chân chính thiên tài mà nói, chỉ là chuyện thường ngày. Lâm giật không muốn tình nguyện phổ thông, tương lai hắn nhất